Bây giờ mình đi theo anh vào để coi cái xe của nhà Hơn nha cô chú anh chị. Xe nhà Hơn nào anh? Wow. Ôi ôi. Đây à. Ừ. Nhà Hơn Kiên Giang. À, nhà Hơ Kim Giang tên thật là Trương Khương Trinh. Đây là một cái xe của một cái nhà thơ tên là nhà thơ Kim Giang. Thì chiều 15 Tết là cùng với bà xã đi hấp hương, đó chính là nhà thơ Kiên Giang. Em có nói với anh rồi đó anh. Nhà thơ Kiên Giang là những cái bữa hôm qua kia anh em mình đang đọc Đúng bài thơ rồi, đó hả? giờ chiếc xe này là của nhà thơ Kiên Giang này. Ồ, vậy luôn hả? Đúng rồi anh. Ồ, đây là kỷ vật Đem của lại nhà đây thơ luôn hả luôn á. ta? Vì gió sao gió, thổi sao lưng. Gì Chữ mà không thấy đây nè. ra sao gì Dạ sao dạ mến dạ sao dạ mến người người gì đó người tân nè. Người dân nè. Cái này nói chung ở trên này cái gì nè người dân hết lòng nè. Còn là thơ Kiên Giang rồi cái gì những câu thơ cái nó bị phai màu đây là xe xích lô của ông Trần Văn Xích Bảy, lô Kiên Giang, nhất Xích Lô, đại nhất Trương Xích Lô. Khương Trinh, sinh ngày 17 tháng 2 năm 1927 tại à, có biển số luôn ha, có biển số luôn hả? Hồi xưa là có biển số nè, là tỉnh Kiên Giang, có biển số luôn. 04X. Khi làm thơ ông ký tên Kiên Giang và khi soạn cải lương ông ký tên là Hà Huy Hòa với 86 tuổi Bây giờ mình vào lên ngày 70 năm chỗ cậu đi cầm ha, bút chỗ Kiên cậu Giang là đi đường nào ta? Trồng hoa hả? Ừ, coi mấy ăn trồng được phải không? Ừ, ngã hết trơn rồi cô chú anh chị ơi. Ồ, anh dựng bằng hai cái luôn hả? Gần đây có nhớ công việc hồi ngày anh em hay làm trên dọn những cái chàng hoa đi vào và lấy cái bọc ni lông để cột lại hả chồng, trùm lại để đưa mưa không có ướt. À, ký ức lại ùa về cách đây vài tháng. Đúng rồi. Mỗi lần thấy những cái tràng hoa là rất là nhiều cái kỷ niệm luôn. Cái hoa mà cũng tất cả những anh em của mình từng ngày sáng vào rất là sớm để là dọn hoa ra để là đón khán giả quý chú vị, nó động lại những cái kỷ niệm của tất cả anh em mình quý chú vị. Khi mà nhìn lại những cái hình ảnh này thì bà con nhìn nó rất là kỷ niệm luôn cô chú anh chị ơi, rất là buồn luôn những cái kỷ niệm đó. Thì Tiên cũng cập nhật ở Liên Hoa Tây Đàn để cho cô chú anh chị có thể là theo dõi nha. Đó, nhưng mà biết được anh ấy có còn hay không. Nhà tang lễ hả? Anh Duy Minh lên nhà tang lễ chưa? Nhà tang lễ hả? À. Mà đi thang máy hả? Nhà tang lễ gì kia? Anh là đâu đây nhà nè? Tang lễ ở đâu? Ở dưới lòng đất hả? Nhưng mà trên lầu hay dưới đất? Ở dưới đó, ở dưới đây hả? Ô, chào nghe luôn á. Đây là trần thấp trái luôn á. Wow. Đi lên thằng này nè. Đi lên nào. Thôi thôi, mình đi trước sau đi. Ơi, mình lên lên cậu trước đi. Mình lên cậu trước đi. Ừ, coi chừng nước nha, nước đó. Ở dưới này luôn hả? Trong nhà luôn. Minh coi chừng nước nha anh Minh. Mà trong đây luôn hả? Ừ, trong nhà này luôn. Chưa biết luôn á. Y như là không. Coi chừng nước mưa đó. Tại em sợ cái dép ảnh trơn. Đâu? Cái gì trắng á? Ủa? Em mới nhìn không kể, em tưởng đâu nó ngủ cái mành lên. Có hai tượng kìa, có hai tượng kìa.
ơi, con cá bự dữ rồi. Ủa, năm con chứ. Ủa, con cá bự quá cô chú anh chị ơi. Kế tiếp nữa là nhạc sĩ Phạm Vi nha. Kế tiếp là nhạc sĩ Phạm Sơn. Cá tự. Hòa dân dân cá bự quá. Để chút mình sẽ xuống mình coi. Ôi, có người kìa. Sao bữa nay có người vậy? Kìa, có người ngồi làm việc kìa. Bên hồ đâu có đâu. Hãy dép ra luôn. Đây là những cái hình ảnh của ông nó ship bạn đẹp quá ha. Của mình ngày nào nay được ship bạn đẹp quá ha. Nay được trưng bày nhìn cũng rất là đẹp luôn nha. Thì cô chú cô chú anh chị về đây cũng có thể là chụp ảnh. Không, mình đi tên Hương đi, thắp Hương cho có thể có sự sắp xếp đó ha. Nhìn đẹp chứ không? Nè bà xã, đây cả bà em thắp Hương xong rồi tới bà xã nha. Bà xã, thắp Hương em bà xã. Cho bà xã xuống răng rồi. Bà xã chụp hình rồi bà xã. Chụp hình bánh chạy. Chụp xíu chụp, chụp xíu chụp. Bà xã làm caramel giùm kìa. Làm caramel giùm cúng đấy rồi. Bà xã mất hai gần cửa rồi. Sĩ nhân dân Sơn Dạ Viễn Châu như cô chú anh chị. Còn đây là nghệ sĩ ưu tú đạo diễn điện ảnh Lê Dân. Chỗ làm việc thì hôm nay cũng có người làm việc ở đây nè cô chú, cũng có nhân viên. Cũng lên đây để cập nhật cho cô chú anh chị được thấy là những bức ảnh của cậu Năm. Vì bây giờ là cũng đã có cái sự sắp xếp rất là đẹp mắt luôn nha. Đó, để cô chú khi mà về viếng thì cũng có thể là chụp những bức ảnh này lại cùng với cái di ảnh của cậu nha. Ui, vẫn như ngày nào luôn nha cô chú anh chị. Đó. Ồ, cái đèn rất là đẹp nha, vẫn còn nguyên luôn. Nè cái album nè, album với mấy cây quạt này chồng vẫn còn nha. Album để vào trong đây. Với lại quạt và vẫn còn nha cô chú anh chị. Túi ha. Thì lâu lâu mình đâm bếp để quay lại là lên hoa tội đàn để ghi hình. Rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Anh vào chụp dữ vậy. Con vào chụp nè. Anh chụp nãy giờ rẹt rẹt luôn, lên là chụp tới giờ luôn. Rất đẹp, mình nhìn cũng sạch sẽ ha, cũng thoáng mát là hơn. Để vào đây biến rồi, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Thank you.
Và cái video của Huyền Tiên kết thúc nha cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành, cũng như là có những cái nhiều sức khỏe nha. Rồi cả nhà nhớ đăng ký kênh cũng như là like để Tiên tiếp tục ra những cái video mới. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.